hội chị em sao nhập ngũ chung vui với Uyển Ân. Hoa hậu Thùy Tiên, điển viên Dung Vũ, ca sĩ Ly Kim Cương diện đồ cùng tô màu đến dự buổi công chiếu phim Cô Dâu Hào Môn, chúc mừng vai chính của Uyển Ân, tối 14/10. Dung Vũ, Uyển Ân, Thùy Tiên và Ly Kim Cương diện đồ đồng điệu, chuyện trò tứ tiết khi hội ngộ. Nhóm người đẹp quen thân từ khi cùng tham gia Sao Nhập Ngũ. Thời gian này, chương trình gây chú ý trên sóng, ghi thêm một dấu ấn của các đồng chí trong showbiz. Hoa hậu Thùy Tiên gặp gỡ dàn sao nam của show giải trí 2 ngày 1 đêm, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Thiêu Thu Thi và Chris Tan. Cô cho biết cô đến sự kiện để ủng hộ vai diễn của Uyển Ân và đàn anh Kiều Minh Tuấn. Uyển Ân mặc đầm trễ nải, gợi cảm. Đây là lần thứ 2 nữ diễn viên đóng chính, nối tiếp tim nhà bà nữ. Cô hóa thân một cô gái nhà nghèo lập mưu chinh phục trái tim của một thiếu gia, Samuel An đóng, để đổi đời. Diễn viên, ca sĩ Minh Hằng mặc đồ cắt phép sexy đến chúc mừng nhà sản xuất Uyển Vũ, đạo diễn Vũ Ngọc đãng ra mắt phim mới. Phim trước của bộ đôi này, chị em, có Minh Hằng đảm nhận vai chính. Người mẫu Ngọc Trinh, nữ chính còn lại của chị em 2, cũng có mặt chung vui với ekip thân quen. Tuần trước, khi người đẹp khai trương nhà hàng, các thành viên phim chị em 2 cũng có mặt ủng hộ. Diễn viên, MC Sam trốn hai con sinh đôi đi dự sự kiện. Diễn viên Nhâm Phương Nam đến xem phim và chúc mừng vai diễn mới của Quỳnh Lương. Kiều Minh Tuấn, Lê Giang trong phim vào vai cặp vợ chồng già, cha mẹ của Uyển Ân. Samuel An vào vai thiếu gia Bảo Hoàng, đối tượng nữ chính Uyển Ân muốn chinh phục. Tiến Luật mặc đồ ton xua ton với Thu Trang, nắm chặt tay vợ trên thảm đỏ, chúc mừng vai diễn mới của cô. Ở phim này, Thu Trang lần đầu hóa thân phú bà, thể hiện nhân vật già hơn tuổi thật. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.